Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của mình. Thì lời nói đầu tiên cho mình gửi lời chúc vui vẻ, may mắn, sức khỏe đến tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách là like, subscribe và đăng ký kênh của mình và comment ủng hộ mình. Những comment, những like, subscribe của mọi người là niềm động lực lớn lao để mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video cho mọi người xem. Trong video tiếp theo lần này, mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người những con cá mới trong hồ cá của mình. Đó, thì mình đã bật sáng tất cả các cây đèn của hồ cá nhà mình. Đó, khá là sáng nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem những con cá mới, và đặc biệt là có hai con cá chép sư tử nha mọi người. Thì hai con cá chép sư tử này đang khá là hot trên thị trường và được rất là nhiều người quan tâm, và cũng có rất là nhiều YouTuber quay video clip về con cá chép sư tử này nha mọi người. Thì bây giờ mời mọi người cùng xem video của mình nha. Thì những con cá này nó đang rất là đói nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Đây là cái cám nha mọi người. Cám này cho cá chép coi ăn. Và bây giờ mình sẽ thử cho con cá chép sư tử này nó ăn. Đó, thì đây là cận cảnh hai con cá chép sư tử nha mọi người. Thì hai con cá chép sư tử này là hai con cá chép sư tử sọt. Sọt body. Tức là cái body này của nó nè, cái thân hình của nó ngắn hơn những con cá chép sư tử thường. Đó, nhìn nó rất là dễ thương nha mọi người. Thì hai em cá chép này á, rất là giống nhau. Mọi người có thể nhìn thấy nè, nó như hai giọt nước nha mọi người, giống nhau cực kỳ luôn á. Đó, mình tình cờ thấy được hai em cá chép này khi mà mình đi mua cá ở chỗ người quen của mình. Và sau một hồi, mình đã quyết định bắt hai con này về. Thì được cho thiếu một em nha mọi người, chỉ trả tiền một em thôi. Khi nào có tiền thì trả thêm một em nữa. Đó, thì mình nuôi chung với cái hồ củ sừng của mình luôn. Những con củ sừng Amino này thì nó ở dưới tầng đáy, còn những con cá chép sư tử này thì nó ở tầng giữa và tầng trên, không có ảnh hưởng gì tới nhau hết. Và bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Wow, nó ăn cũng rất là mạnh nha mọi người. Thì hai con này có lẽ là cũng đói rồi. Đó, nó đang nhai cái cám trong miệng đó nè. Những cái cám khô này thì nó hơi cứng. Cám này là dạng cám chìm cho cá chép coi ăn. Kỹ rất là đẹp nha mọi người. Sau này khi mà nó lớn hơn nữa thì nó sẽ bung cái bản đuôi này của nó. Cái bản đuôi này nó sẽ bung bự hơn. Đó, thì mình thích nhất là cái bộ râu của nó. Đó, bộ râu miệng của nó dài xuống dưới. Mời mọi người cùng ngắm nhìn tiếp những chú cá sư tử này nha. Clip này thì mình đang sử dụng đèn vàng nha mọi người. Mọi người thấy đèn vàng hoặc là đèn trắng, cái nào đẹp thì mọi người hãy cho mình xin ý kiến nha. Hãy comment cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người.
cá chép sư tử này là hàng mới nha mọi người. Vì cái thú chơi cá kiển này nó rất là đa dạng nha mọi người. Có nhiều người thì thích cá chép, có nhiều người thì thích cá rồng. Nói chung là những loại cá mới, lạ, đẹp thì sẽ được người chơi rất là ưa chuộng. Và bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem đàn cá ali của mình. Đàn cá ali mới nhất của mình nha mọi người. Gồm 10 con. Đây cho mọi người. Thì mình đã lựa đủ màu luôn. Đây là màu xanh sọc nè. Đó. Còn đây là màu trắng, trắng hồng nè. Cái mắt của con cá này nó màu hồng nha mọi người. Kiểu như là bạch tạng á. Đó. Để mình quay xa cho mọi người xem. Thì những con cá ali này mình vừa mới bắt hồi chiều về. Đó, còn những con màu cam nè. Đó, rất là nhiều. Bây giờ mình cũng sẽ cho nó ăn luôn. Mình sẽ cho nó ăn cám chìm nha mọi người. Thì những con cá này cũng khá là đói rồi. Cám chìm thì nó sẽ tự chìm xuống dưới đáy và những con cá này nó sẽ ăn hết. Mình cũng sẽ cho những con của sừng quần đáy của mình ăn luôn nha mọi người. Nhất là những lúc ngắm cá, xem cá ăn thì những lúc đó đầu óc mình sẽ rất là thoải mái, thư giãn. Và bây giờ mình cũng cảm thấy rất là vui vẻ, thoải mái. Hy vọng tất cả mọi người đang xem video của mình cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn có những phút giây vui vẻ, thoải mái khi xem video của mình. Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay thêm cho mọi người xem hai con cá mới nữa nha mọi người. Đó là Hoàng Bảo Yến và Nóc Da Beo. Và mình cũng vừa mới mua thêm chùm chỉ và nếp mồi. Và mình sẽ cho nó ăn thêm nha mọi người. Và mình cũng rất là muốn quay cho mọi người xem những con tép mồi này còn rất là sung nha mọi người. Nãy giờ nó nhảy ra ngoài mình bắt, nó vào trong lại. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thả vào cho đám ngân lòng nè. Đám ngân lòng này thì nó cũng có thể ăn tép nha mọi người. Thường thường ngân lòng thì mọi người thường cho nó ăn sâu gạo, dế nhỏ và cá mồi. Còn mình thì mình cho nó ăn tép. Đó, con rùa báo đớp rất là nhanh. Còn đây là con Hoàng Bảo Yến. Hoàng Bảo Yến mới nha mọi người. Đó. Wow wow. Con Hoàng Bảo Yến vừa mới vào hồ. Thì xem phản ứng của nó như thế nào nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ cho con Nóc Da Beo nó ăn tép. Trong những video clip trên YouTube mình thấy những con Nóc Da Beo này nó có thể ăn những con cua, những con ốc, những cái con có cái lớp vỏ cứng nó cũng có thể ăn được nha mọi người.
thì mình thử đổ tép vào xem coi nó có ăn hay không. Những con nóc da beo này nhìn khá là thú vị nha mọi người. Đó, con nó đang dí nó đớp nè, nó đang dí con tép nè. Wow, con này thì wow, có một con đang ăn rồi nha mọi người. Đó, con ở trong nó đang, cái miệng nó đã nhai. Đó, đây nè. Đây. Khá là thú vị nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ cho hai con cá chép sư tử ăn trùng chỉ nha mọi người. Thì do là hôm qua mình cho nó ăn cám. Ăn cám thì rất là nhanh đục nước nha mọi người. Con củ sừng Amino nó cũng ăn trùng chỉ luôn. Nước hơi đục nên mọi người thông cảm nha. Thì mình sẽ thay nước cho nó. Nó ăn rất là dữ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho đám cá Ali ăn luôn. Thì thử xem cái đám cá Ali này nó có ăn trùng chỉ không nha mọi người. Thì đám cá này đang nằm ở đây, có lẽ là nó chưa có thấy. Và một cái lý do nữa là hồi sáng mình cũng đã cho nó ăn cám chìm rồi. Đó, mọi người có thể thấy cám chìm nó nằm ở trên đây nè, còn dư ra. Đó, đám cá ly này nó có lẽ chưa thấy cái đống trùng chỉ này. Nó vẫn ăn nha mọi người. Đó, nó đớp những cái mảnh trùng chỉ nhỏ, có lẽ là nó chưa có thấy. Thì nãy giờ mình đã quay cho mọi người xem những con cá mới nhất trong hồ cá của mình. Hy vọng tất cả mọi người khi xem video của mình sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Thì video của mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn mọi người trong những video tiếp theo mới nhất của mình. Cảm ơn mọi người, chào mọi người.